Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Minecraft Forever Stranded Trong tập trước chúng ta đã nâng cấp mới farm lên Mình cũng đã tiến hành treo máy Bây giờ hãy thử kiểm tra xem Nó có được 9 cái Wither Skeleton Skull Rất ít Và nó có 37 cái Drop of Evil Đồng thời có quá chừng những thứ lặt vặt khác Chúng ta có gì nữa ở đây Đây là cung kiếm gì từ lơ hết trơn và mình sẽ cần phải cất cái magnet đi trước khi nó hút thêm đồ Cất vô Bỏ vô trọng Chúng ta không cần những cái món đồ này đâu Cho vô trọng hết Sau đó ta sẽ đi qua căn cứ và ngắm nhìn lại một lần nữa Giờ chúng ta có thể nói Nó hoạt động cũng khá là tốt Và nếu bạn nào để ý thì trong này sẽ không có Enderman Bởi vì Enderman Chỉ xuất hiện khi mà cái ô cao 3 ô Ở trên mình chỉ có hai ô mà thôi Mình chỉ tập trung vào những con quái khác Enderman cho dù có đi chăng nữa, nó gặp cái phần Witch Water, nó cũng sẽ rớt xuống rồi nó tê lê đi liền. Chúng ta không có Dark Utility ở trong này để làm cái Ender Tether, nên chúng ta sẽ không tránh được tình trạng nó dịch chuyển. Vì vậy, ta sẽ có một thứ khác trong ngày hôm nay để farm được Enderman. Và mình đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để chúng ta chế tạo trong ngày hôm nay rồi. Bây giờ có một trận bão cát vừa quét qua căn cứ. Cứ mỗi lần bão cát là mỗi lần phải đi dọn phiền quá, để khi nào nó nhiều lên nó lắp luôn căn cứ của mình đi, mình đào ra một lần cho nó xong. Chúng ta hãy đi qua bên này, mở cái này lên. Và ngày hôm nay ta sẽ đi vào bản mod mang tên là Wood. Bản mod này có một cái cuốn manual hay là cái cuốn hướng dẫn sử dụng á, nó cũng khá là dễ chế tạo. Ta có công thức nè, quyển sách và một cái head gì đó. Zombie head, skeleton head, bạn nào muốn xài Ender Dragon head cũng được nữa. Chơi sang luôn tùy vào khẩu vị của bạn, bạn thích cái hát nào thì sử dụng cái hát đó. Còn bây giờ chúng ta hãy mở cuốn sách lên coi, nó sẽ giới thiệu những thông tin cơ bản của bản mod Wood. Và nó sẽ có những loại mớp gì trong này thì tùy thuộc vào cái bạn xây dựng thôi Làm sao để xây dựng được một cái factory nè Chúng ta sẽ cần có những thứ gì Rồi xây nó như thế nào Và ví dụ như là capturing mob Thì nó cần có cái gì để xác định Cái loại quái nó sẽ xuất hiện bên trong đó Rồi chúng ta sẽ xây như thế nào Cấp độ 1, cấp độ 2 Rồi năng lượng nó sẽ cần điện như thế nào nữa nè Đó ta coi thử cấp độ 1 đi nó Đây là một cái loại cơ bản nhất của cái nhà máy sản xuất quái và nó sẽ hỗ trợ triệu hồi hoặc là spawn nó nghĩa là triệu hồi thôi. nó sẽ triệu hồi những cái loại mớp nào đó và nó chỉ chấp nhận được cái nâng cấp cấp độ 1. Nó có nhiều loại nâng cấp lắm, chuyện nào chúng ta làm chúng ta biết. Và bạn sẽ cần phải có thịt thúi và có xương để có thể xây dựng được cái nhà máy này và tốn 80 RF per tick để sử dụng được cái nhà máy nó sẽ cho bạn biết được là bạn cần những cái khối structure block gì đó để bạn xây dựng nó và mình sẽ cần phải xây dựng thẳng lên tier 3 nếu muốn làm được enderman đây enderman đó và chắc chắn phải cần ender pearl đó nha chúng ta sẽ tốn 240 arab per tick điều đó có thật sự quá đáng với chúng ta hay không tất nhiên là không giờ chúng ta có dư rất là nhiều arab ở đây luôn á Yeah, mình đã chuẩn bị sẵn hết những thứ cần thiết Mình đã đếm hết số lượng cần thiết để chúng ta chế tạo rồi Nhưng mà chúng ta sẽ cần phải có những cái đai Nó kêu là shark đai gì tự lưu ở trên đó, đó. Đây nè Kai sinh die, connector die play die nói chung chúng ta chế tạo trước đi Rồi die hay không đai gì tính sao Lấy em này xuống Qua bệnh lấy thêm một stack sắt Đây là sắt Chạy ngược về bệnh mở lên chúng ta sẽ làm những cái hàng rào bằng sắt luôn mình đã có sẵn được sát đai đúng không ta sát đai là lần đó chúng ta chế tạo những cái diamond sát rồi vậy ta làm từ casing đai đi còn thiếu vàng và stone hả này sẽ sẽ lại thiếu vàng được nếu thiếu đá cái cục đó là đá cội chứ không phải là đá nhẵn đúng không có lại có lại mình nhớ là đá cội đó vậy là đã nhận uh -oh, uh -oh. chuẩn bị gì kỳ vậy rồi nó sẽ nấu khoảng uh, 9 cục thôi trong đó không cần nhiều đâu và ta sẽ bắt đầu chế tạo nào cái món đầu tiên khi sinh dai một cái đừng có làm nhiều mấy thứ này nó sẽ trả lại mà nên bạn cứ chế tạo ít thôi tạm thời chúng ta đã sử dụng hết redstone rồi bởi vì mình đang có một stack nether brick ở đây nè sử dụng để làm uh, cái phần nether brick á rồi, chúng ta sẽ bỏ vô trong này ta cất vào trống và có mấy cái experience cất vào trống luôn nhìn tới nhìn lui thì khá nhiều đồ rồi sau đó chúng ta làm tới đâu rồi ta đã làm được cái connector die và đây là play die cần có slap có slap liền để vô play die và bây giờ bên này còn chỗ phải không để mình sort inventory đó vô lại và cất những thứ này vào trống để chúng ta có chỗ chế tạo tiếp Shark die đã có rồi và đây là skull die nó cần một cái head thì đơn giản nhất là làm zombie head thôi đây là mesh die và prism die cần có ender pearl vì vậy bạn nên chuẩn bị ender pearl đi là vừa và cái này là còn một cái nữa là factory casing là chúng ta không cần à factory cap thì nó cần có công thức của factory connector và nó thiếu một cục đá cội có chịu nổi không rồi giờ lấy thêm tác cưỡi thôi rồi và chúng ta sẽ làm được em này factory cap và cái này trước thì thiếu cái gì missing item missing item ủa tại sao lại thiếu nó không để thiếu cái gì rồi bấm lại thử coi uh oh sao không để thiếu cái gì rồi, giờ chúng ta sẽ để lên thử công thức của nó cái đó là factory connector đúng không? Missing item. Khó hiểu, khó hiểu. Nó nói mình thiếu một cái gì đó. Thì để mình chế tạo thử coi chúng ta có thiếu cái gì không? Một cục đá cội và cái connector. Aha, connector. Rồi đây. Thế ra là chúng ta thiếu cái connector thôi. À, như vậy chúng ta sẽ làm được em này. Nhưng mà cần phải có factory casing. Công thức của Factory Casing này nó hơi nhọc nhằn một chút xíu Có lẽ là chúng ta sẽ cần phải có một cái chest để để riêng đồ ở trong đó ra thôi Mình sẽ làm một cái chest để riêng nha Chúng ta sẽ dễ chế tạo hơn khi có cái chest đó Và tất cả những thứ liên quan tới nó chúng ta sẽ tạm thời bỏ vô trọng Thì mình bỏ vô trước rồi mình... Ờ uh ờ -oh, không được Để cũng hay thiệt để không ngó gì hết trơn đó, đó nó dính vô bên kia nó chuyển mấy cái đồ qua mấy ghê rồi chúng ta sẽ để ở đây đó được rồi đó bỏ ở chỗ hết lấy lại mấy thứ này rồi, mấy thứ này còn cái này chết chưa tạm thời bỏ ở đây luôn hò, hò, bên này có chỗ mình còn giữ mấy cái compress đó nhiều lắm và lấy luôn cả những em này qua bệnh bỏ cái miếng đó lại rồi đó và bên này nó sẽ nhận cái chess kế bên Tốt rồi, ta dễ chế tạo hơn rồi đó Ta sẽ làm những cái Poverite Under Iron Nó sẽ cần có công thức này nè Thì cần có cái Mesh Die Da ja Hammer Cobble Stone Đủ chưa? Và hãy bấm lại công thức còn thiếu Iron Đây là Iron Công thức này một được hai Mình sẽ bấm công thức Và tại sao nó không cho một stack vào luôn cho nó nhanh nó lại làm ít quá vậy bắt kinh khủng rồi đó từ đây chúng ta sẽ cần phải cho nấu lên rồi chạy đi ngủ khi nấu lên xong chúng ta sẽ có được những cái under iron ingot và nó nấu được cũng khá là tốt rồi chúng ta sẽ chờ chút xíu ta lấy ra ta sẽ làm một cái factory casing thì cần cái công thức của cái casing cái sinh nó đang ở trong người mình rồi casing die và đây là factory sinh nó sẽ cần có under iron plate tiếp tục là cần cái play die công thức này nó chế tạo nó chỉ có nhiêu đó thôi bạn sẽ phải đi vòng vòng trước khi bạn có thể thực hiện được hết và ta có thể bấm ship được không à, chơi kỳ vậy đi cho nó nhanh đúng không để con cái vô làm lâu hí mộ factory sinh cần có đá cội và đá cội mình vừa hết luôn Ta lấy hai stack đá cội. Trong đó đang có 57 000 cục đá cội và factory casing đây. Công thức bốn cái và ta sẽ chế tạo cái factory cap và cần có obsidian có factory connector và còn thiếu close stone, đi qua lấy close stone. Nó đây. Chạy về bên này và bấm một cái một cái factory cap thôi. Những món đó nó sẽ trả lại riêng cái factory casing là bạn phải làm thêm rồi giờ chúng ta sẽ làm cấp độ 3 đúng không thì ta hãy coi nó đòi hỏi cái gì chúng ta sẽ cần 13 cái gray structure block Rồi chúng ta hãy mở lên coi Gray Structure Block là cục này Nó sẽ cần có Bond và Factory Casing Như vậy mình sẽ phải làm thêm Factory Casing rồi Công thức này thì nó khá là dễ nè Chúng ta để lên luôn Để lên những cục đá cội và ấm cái pen Xong Bước tiếp theo là làm factory casing Công thức của nó bấm Và bây giờ mình sẽ cần phải chia cho đều Thì cái này chúng ta kéo ra làm 4 Làm 4, làm 4 Bỏ một ở trên, kéo ra làm 4 Chúng ta để vô thêm Để vô, để vô Và chắc chắn là cái này chỉ có làm cái factory casing thôi Nên cứ làm hết đi Rồi, lấy xuống Và factory casing Đùa hả? Ờ uh ồ, -oh. uh -uh -uh. chuyện gì thế? Fabrication. À, thiếu đá cụi. Làm giật mình. Tưởng nó không cho mình làm chứ. Chúng ta lâu lâu có những giai đoạn bị đấp bi nữa rồi. căn bệnh này bắt đầu trở nên trầm trọng hơn. Bây giờ mình sẽ cần có 13 khúc xương. Chúng ta chia cái này ra. Bỏ lại. Vậy cho nó nhanh. Để lên. Và bấm. Vậy là xong. Tiếp tục ta sẽ cần có bao nhiêu khối khác. Đó là khói cray Và ta hãy bấm Tiếp tục chạy đi cưng Bây giờ lùi lại lùi lại lùi lại 14 red 44 orange Và 52 green 14 red trước đi Red công thức của nó cần có thịt thúi Là 14 đúng không 14 nè Rồi để lên 44 orange Orange trở lên Green và white nó sẽ cần nhiều factory casing hơn như vậy chúng ta chỉ làm tới green thôi đây là 44 cái thì 44 uh, cái này chúng ta làm uh, nó vừa đủ hay là hơi dư ta để coi thử coi nhìn 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 cái green này là một được một khoan đang tính nha đây là một được một cái này là một được 4 vậy là cần 11 11 cái này là 44 và cái này là 4 chúng ta cần có 52 mươi 52 là 13 13 cái này thì nhân cho 3 lên Có vẻ như mình sẽ không đủ cái factory casing đó Mà trước mắt chúng ta cứ làm trước đi rồi tính Giờ orange trước đi Orange thì cần có play powder Lấy uh, 44 Ta 11 thôi chứ Lấy 44 dữ vậy Mới tính xong đúng không 11 Và factory casing Nó đây chúng Ta làm hết Lấy xuống Ta còn dư lại 36 Thì chia lên nó mới chín à Vậy là chúng ta không đủ factory casing rồi Và mình còn chín cái này Chúng ta sẽ làm under iron nữa Pulverize under iron Lấy thêm uh, sắt coi Một stack luôn Hy vọng là đủ Mình đang hy vọng nó sẽ đủ Rất là muốn nó đủ Bởi vì nó không đủ thì mình sẽ gặp một vấn đề khá là khó khăn đó Chúng ta hãy phải... À chúng ta vẫn còn trong này mà Quên mất Nó vẫn còn ở trong Như vậy là chúng ta sẽ đủ Đừng lo Bấm vào đây, cho vô đây, cho vô đây Bang Đủ rồi Mình đã dồn hết cái mớ redstone mình đang có Để kiếm được những cái nether brick Nếu nó không đủ Mình sẽ gặp một cái vấn đề cực kỳ khó khăn Vậy là chúng ta sẽ làm những cái factory casing nào Công thức của nó đây Giờ Để em này vô Để em này vô ờ, Chia làm đôi Chia làm đôi rồi để em này vô, để em này vô, bỏ vô. Và còn thiếu đá cụi tiếp. Lấy đá cụi thôi. Qua bên đây, bỏ vô. Ship xuống một cái, ra được cả đống luôn. Thoải mái sử dụng. Chúng ta sẽ để lên trên này. Và 13 cục Ender Pearl 1, 2, 3. Bỏ lại. Để lên đây. Bấm 52. Xong như vậy là chúng ta đã có được những cái thành phần để xây dựng được cái Mod Factory Và những thứ quan trọng nhất bạn cần sẽ phải chuẩn bị thêm Đó chính là Mod Factory Spawner Crider Chúng ta sẽ cần phải có gì? Tier 1 Upgrade Nó sẽ cần phải có Factory Casing Under Iron Hơn là vẫn còn ở bên đây nha Đó, lấy ra Rồi, vậy mình sẽ làm cái Mod Factory Casing này trước Nó cần có Tier 1 Upgrade Cần có hot Thì bấm công thức thôi có sát, Missing sát đai lấy ra, bằng một cái rồi cái diamond sát thiếu kim cương, thiếu emerald lấy kim cương xuống diamond sát cái này là khó xong rồi cất đi kim cương xong rồi cất luôn và ta sẽ cần phải có thêm bởi vì khi mình làm cái đó là nó tới cấp độ diamond lần nó sẽ cần có Fear 3 Capstone Fear 3 vậy là chúng ta sẽ cần có một cái Diamond mà một cái Diamond vậy là hồi nãy chúng ta chưa cần Emerald đúng không người ta cần có vàng trước rồi để coi cái coi cái này một được này là một được hai thì nghĩa là chúng ta cần bốn rồi đó như vậy chúng ta sẽ cần phải có thêm không công thức này ở uh -oh. coi lộn có lộn công thức chúng ta sẽ không cần cái đó làm cái này để làm cái này trước Tier 1 Upgrade Giờ sẽ cất những thứ như thế này vào trộm trước Giờ cầm nhiều quá rồi Cứ chế tạo lên là cầm một đống à Chúng ta sẽ cần tiếp Cấp độ 2 Thì cần có Emerald Shard Rồi làm Cần thì làm Shard Die Emerald Shard Nó đây Bấm lên cấp độ 2 Pen Và cấp độ 3 nó sẽ cần cái gì công thức của nó nằm ở đây và trai mình sát mình cũng đã có luôn bây giờ bấm công thức trên này luôn chúng ta đã có được một cái mob factory spawner crider kế tiếp chúng ta sẽ cần phải có những cái mob cap nè mình sẽ cần tier 3 cap và lát nữa đi mình làm thêm bây giờ stone thôi đúng không cái này thì chúng ta cần một cái layout rồi kế tiếp là proxy với lại cái này thì lát nữa mình sẽ làm còn bây giờ chúng ta nhìn vào đây thì thiếu cái à, mob controller Cái thứ này cũng khá là quan trọng mà lại không có nè Ta cần ba miếng kiến Rồi để tạm thời cất bớt những thứ này vào nữa rồi Tôi cầm một hồi là quá chừng thứ luôn đó Lấy kiến Mở lên Nấu Lấy xuống rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái mob controller Và mình cần có zombie head Mob controller đây ta đi ngủ cái nào sau khi đã chế tạo xong những thứ này thì mình sẽ tạm thời đi ra ngoài xây dựng trước. Nó sẽ cần thêm một vài thứ nữa đó, chứ không phải là vậy là xong đâu. Giờ mình sẽ cần phải có cái layout trước. Mình sẽ để cái layout này nằm ở ngay giữa cái cột đó và đập cái này ra, ta gắn cái layout xuống. Như các bạn đang thấy, nó đang thể hiện cái góc nè. Nó đang xoay về hướng bên này, Giờ mình sẽ chỉnh lại cho nó lên cấp độ 3. Đây. Đây là cái wood Murphy Story cấp độ 3 Sẽ quay về bên đó không vậy ta Chúng ta cho nó xây mặt về bên này được không Hay là do mình đứng hồi nãy Để lại Chính xác Do cái hướng chúng ta để xuống thôi Và đây là cấp độ 3 Giờ nó có những cái khói ảo thôi Bạn không đập mặt vô đây được Chỉ việc xây dựng theo và đếm Nếu bạn rảnh thì bạn đếm Còn bạn có cái cuốn này bạn cứ coi Trong đó nó kêu bao nhiêu làm bấy nhiêu Và ta có 5 cái mớp khép làm bằng kim cương thì công thức của nó như vậy nè, ta sẽ cần phải có năm cái thì năm cái này cần cần có năm cái vàng và vậy là hai lần chế tạo để mình đi vô sạc cái cục làm mát của mình với lại chúng ta làm thêm cái phần mấy cái mớp cap á và giờ công thức nó đây thì nó sẽ cần phải có cái gì đó coi lại cho nó kỹ nào, Skull sculdy Do hammer đang cầm. Này chúng ta sẽ cần phải có hai cái. Và còn thiếu zombie head với lại uh, sắt. Ê để ngược, để sai công thức. Nó nằm vậy mới đúng. Nâng cấp lên thành vàng. Rồi đó, vàng thì nó sẽ cần phải như vậy chúng ta sẽ có một lần chế tạo vậy nữa. Nó cần rất là nhiều zombie head ha. Nên chuẩn bị sẵn đi là vừa. Hay là mình có mất farm rồi sung sướng cuộc đời tôi tám cái Cần thêm một lần nữa Ờ uh ờ. -oh. Đây đây Hết zombie hết rồi Bên ngoài kia còn không Nếu không còn chúng ta sử dụng cái head khác Và có creeper head Rồi không thấy zombie head rồi Sao giờ Chắc là xài creeper head Chứ chơi sang quá chịu không nổi đâu cái này nó không cần mấy cái hết nữa, đỡ quá. Ừ, nó mà cần mấy cái hết nữa thì hơi phê. Mình đang sắp bốc lửa rồi, mau chóng làm mát. Kinh khủng. Và chúng ta cần một cục đá cụi. Bỏ vô. Lấy em này xuống, để em này lên, lấy ra. Bấm vào đây, bấm vào đây, pan 12 cái. Thiếu một cục kim cương, để cục kim cương vô. Và pan năm cái. Từ đây chúng ta làm em này thì nó cần phải có Stone Và thêm cái uh, Thằng uh, Factory Cap Đó lý do tại sao mà hồi nãy mình uh, Ưu tiên làm trước là như vậy thì chúng ta sẽ cất cái này vô trước Enderman Head rất là tốt Cho nên mình không có muốn sử dụng nó Chúng ta sẽ làm 5 cái pan công thức này nó cần phải có thêm Ta chia đều vô Sẽ dư ra lại Thì chúng ta sẽ bấm được 5 cái Gì mới 4 cái à Uh oh uh oh Tại sao mới bốn cái vậy và nó thiếu cái gì đây nó thiếu không factory cap nó mất nó chơi ác thiệt nha như vậy chúng ta sẽ phải làm thêm những chúng ta còn ba cái connector bắt buộc mình sẽ phải làm thêm connector chết chưa! chúng ta lấy 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 cái toàn ra rồi lấy uh, factory cap chúng ta có factory casing bây giờ under iron play không cần nên tạm thời cất vô chổng. Cái uh, cord sát cũng không cần nè. Giờ bấm factory này. Nó cần nether cord. Rồi công thức này. Còn thiếu cái miếng connector ở giữa. Thiệt tình. Bấm ở đây. Và làm một cái. Cất em này vô. Còn chỗ không? Cất em này vô. Cất em này vô. Và cái factory cap. Chắc giữa cất mấy cục obsidian đi. Đây chúng ta còn mấy cục obsidian lấy xuống bấm công thức ở đây ta sẽ làm bốn cái một hai ba bốn lấy lại những thứ này rồi đó giờ chúng ta nâng cấp được rồi đó thiệt là khó khăn phù sau một hồi vân vũ với những cái công thức chúng ta đã có được những món đồ để có thể xây dựng bây giờ mình sẽ cần phải dọn chút xíu để mình xây dựng vô ta sẽ coi theo màu cứ đúng cái màu đó bạn xây vô thôi ví dụ như sai thì sao đập bỏ đâu có vấn đề gì đâu nè mình cũng xây sai nè đập bỏ đó rồi đó ta cứ vậy chúng ta xây theo thôi và nhìn tới đây thì chúng ta sẽ kéo chỗ này vô kéo vô kéo vô nếu sau này chúng ta có cần xây dựng những cái mod factory khác dành cho những loại quái khác thì mình sẽ chế tạo trước rồi chúng ta xây luôn cho nó đỡ mất thời gian vì đây là lần đầu như mình nói khi chúng ta vừa chơi thử một cái bản mod mới á, thì mình sẽ làm hết tất cả những cái công thức trước ở đây cần có 4 Và đủ Khi chúng ta đã coi cái cuốn hướng dẫn Làm theo đúng số lượng của nó Thì chắc chắn là đủ Trừ phi bạn làm thiếu thôi à Chứ không thể nào sai được hết á Chúng ta sẽ còn mấy cái factory clay Red có rồi đúng không Nó là red với lại clay Đó Đây là những cái cục đó Và chắc là ưu tiên làm trước những cái cục clay đi Chỗ này sai Đập ra ở đó ở đó 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 và tại sao lại dư một cục dư một cục đây nó còn chỗ đó nó nằm ở phía sau đó nên ta phải coi cho thật là kỹ chứ tại sao dư một cục được nó ở đó và ở đây rồi giờ ở phía trên đó chúng ta cần có những cái cục màu xanh thì làm màu xanh vô có cái cục màu xanh này là mắc nhất thôi á Bởi vì nó cần có Pearl Mà Pearl chúng ta phải đi farm vào buổi tối Cũng thật là kinh khủng khi đi farm Enderman Nhưng mà nhờ vào cây đi Ender cũng khá là dễ dàng Không có chật vật như hồi thời điểm ban đầu ta sẽ kéo cái này lên Và gắn cái mớp cap lên Gắn lên, gắn lên Ta còn thiếu một cục ở đây hả Tại vì nhìn thấy nó bị dư là biết nó sẽ thiếu đó, Cắn lên và ở đây cắn lên và còn một cục ở đây bởi vậy cái khối ảo nhiều khi cũng khó nhìn ghê chứ và còn hai món quan trọng nhất nó đây chúng ta sẽ ráp vào đây và ráp lên đây unprogram map controller đây là cái chúng ta cần phải quan tâm kế tiếp Mặc dù bạn đã xây dựng xong nhưng mà nó chưa biết được loại quái nào nó cần phải spawn hay là loại quái nào nó cần phải xử lý. Vì thế chúng ta cần phải tiếp tục quay về chế tạo một cái gọi là mob prism. Mở đâu rồi? Mở cái này lên trước. Công thức của nó không khó. Đây. Công thức của nó đây. Ta sẽ cần có cái mob prism frame trước nha. Thì giờ à, mình sẽ cần phải có Play powder, cần phải có một cái ender pearl để làm eye of ender. Cần có cái da hammer và có cái prism die Rồi đủ chưa Bấm được chưa Đủ rồi đó Bấm được rồi Sau đó chúng ta sẽ chuyển nó thành cái cục tròn tròn Tên là mob prism này Nó sẽ cần những cái loại thuốc nhuộm Đau đầu chưa Thuốc nhuộm Qua wow, bên đây mở cửa sống giao Trong này có hoa vàng hoa đỏ Rồi à, gì nữa Hoa tím đúng không này là màu thuốc nhuộm tím như mấy hoa tím lộn ta sẽ cần phải có xương rồng được nấu lên làm thuốc nhuộm à, để mở cửa cái quay qua bên này vô trọng mở cửa lên sống vào mỗi lần vô mở cửa rất là mệt và nếu bạn nào để ý thì mình đã xây dựng cho xong cái nhà này rồi nó có cửa sổ đàng hoàng luôn nha có hai cửa ra vào luôn và mỗi cửa sổ nó có một cái uh, gọi là cái gì ta cái cái phần nó che cửa sổ à, và có con thỏ bên trên thì chúng ta cũng không có gì lạ và có một cái cửa bên này nữa để mình có thể đi ra đi vô cho nó thoải mái sau đó chúng ta hãy xuống đây và ta hãy lấy em này ra chúng ta hãy lấy một hai cục ta hãy lấy hai cục lapis giờ ta sẽ sát miêu đâu? sát miêu ra thì sẽ được nhiều thuốc nhuộm hơn nên sát miêu cho nó nhanh bỏ vô sát miêu ra được ba cái tiết kiệm mà được hai cái nó cũng hên xui thôi rồi giờ chúng ta sẽ cần bỏ cái này vào đây bỏ cái này vào đây và lấy ra rồi cái màu cam chết chưa màu cam lại cần thêm một cái màu đỏ nữa để làm cái màu cam như vậy mình sẽ đi qua lấy màu cam khi chúng ta chế tạo cái prism này thì trời tối là một thời điểm vô cùng thú vị và nó rất là tiện lợi cho mình đứng bên đây chúng ta làm được không ta mình cũng có thể chế tạo được mà Cả chúng ta làm đại đi luôn đi rồi chúng ta sẽ coi lại cái công thức của cái mob prism này một cái Mình đã có đủ hết Làm được một cái mob prism Tại sao mình nói trời tối lại phù hợp Bởi vì chúng ta cần phải lấy cái cục này Gõ vào mặt con Enderman một cái Mà Enderman chỉ xuất hiện vào lúc trời tối Bây giờ chờ Quái ơi xuất hiện đi Xuất hiện đi Chúng ta chờ xíu rồi Chúng ta kêu dữ quá nó không xuất hiện luôn đó chứ cái đó mình đã đi rồi có thắp sáng bên trong rồi phải không chưa thấy à ha, à, ha, à. vừa mới nói vừa mới nói em ấy đã có mặt trước tiên hãy ôi ba thằng luôn mới ghê lấy cây này gõ một cái cho hết dịch chuyển nghe cưng và mob prism enderman rồi đó đi về ngủ giờ mình sẽ chế tạo hai thứ nữa nó mang tên là proxy và extender thì công thức của nó có ở trong này luôn nó sẽ cần có một cái hopper thì công thức này không khó ha chúng ta làm trước đi bỏ ra một mớ để làm một cái hopper và hopper công thức của nó cần có sắt Đấy là hopper rồi nó sẽ cần tới ba cái redstone repeater bởi vì mỗi cái này cần một cái cần hai một cái cần một redstone repeater một hai ba lấy hết xuống bấm công thức nó còn thiếu cái casing thì lấy cái case sinh ra thôi ta cần một cái đây là proxy và extender extender này suy nghĩ lại nên làm hai cái để kéo cho nó sâu sâu xuống một chút chúng ta sẽ coi cái công thức của nó một cái và bấm bấm lấy hai cái extender và để chứa được tất cả những cái đồ mà tuổi quái rớt ra chúng ta sẽ cần phải có một cái crate đi giờ mình sẽ xài cái crate nhiều một chút để cho ừ. nó thuận tiện hơn trong công việc thôi chúng ta không còn thấy bất kỳ cái stick nào hết trơn vậy, làm thêm cái stick và wooden casing để vô trọng, nó cần phải có mấy cái chest nữa. rồi đây, đây là ba cái chest vẫn chưa đủ, cần thêm nữa và thêm một bộ nữa là bốn cái chest để làm cái crate và cần phải có thêm oak wood plank. Uh oh, giờ mình sẽ lấy oak wood plank để đây bang bang và chuyển em này thành mấy cái que luôn. Chúng ta sẽ nâng lên cấp độ 2 thì ta hãy chuyển luôn những cái khói này. Xong. Rồi đó. Mở lên đây và nó lại cần thêm những cái odd plang hoặc là cái plang gì cũng được. Nó cần mấy cái plang thôi à, chứ không cần odd plang. Medium storage crate. Và mình sẽ cần phải có một cái capacitor bank đem đi để cung cấp điện Bây giờ ta sẽ tới chỗ này Và bấm phải chuột vào đây Nó kết nối hoàn toàn các cái khối chúng ta đã xây dựng Các bạn có để ý cái sự chuyển đổi không? Lúc đầu á, nó chưa có sự kết nối Bây giờ nó đã kết nối là xong Và nhìn vào đây Spawning Enderman một con trong vòng 320 tick Và nó sẽ tốn Cost 100, một một đó là 128.000 RF là Cái tốc độ nó là 400 RF per tick Cũng khá là lớn á Kinh khủng Như vậy mình sẽ cung cấp điện bằng cách nào Chúng ta sẽ cần phải đào xuống dưới Và ta sẽ cần lấy cây sẻn ra một cái Để mình đào xuống dưới Đào xuống bên dưới đào cỡ 2 ô là vừa Muốn 3 ô cũng được Cải đào 3 ô đi ba ô cho nó rộng rãi cũng được không sao đâu chúng ta đào xuống dưới đào thấy cái cục này nè rồi bỏ nó đi cục này giúp chúng ta xây dựng thôi rồi mình sẽ gắn những cái block hay là cái mod factory extender xuống đây nó sẽ kéo xuống và ta gắn cái proxy vô nó sẽ kết nối lên rồi có điện đúng không gắn vào đây rồi đó đây là cung cấp điện năng rồi nè hãy coi đó hoạt động rồi để cái cray ở đây chúng ta chỉ việc chờ thôi đó chờ nó cung cấp cho mình những cái món đồ của con Enderman Nó sẽ spawn một con trong vòng 320 tick Và nó tốn 400 rep tick Kinh khủng Ghê không? Chà, người ta chuyển điện hơi bị nhiều đó nha Quá dữ và được Pearl Yeah Quá đã, mình lấy cái Pearl đó ra à, 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 à. Ây à dạ, tôi biết mà cố gắng hạ gục nó nhanh hơn nhưng không kịp rồi giờ chúng ta sẽ cần vô trong nhà nếu bạn muốn tăng tốc cái mức farm này lên thì có những cái upgrade nhưng mà tăng tốc nó lên sẽ đồng nghĩa tăng thêm điện mà trước khi chúng ta tăng tốc thì mình sẽ cần phải có một cái gì đó để chế tạo năng lượng ở ngoài kia mình sẽ làm một cái ender generator chúng ta có hai loại một cái của extra utility hoặc là của simple generator ta sẽ cần phải có thêm ender pearl. Uh oh, ta không có đủ ender pearl rồi. Không lẽ tôi phải làm cái bên kia ta cho thêm ender pearl coi Vừa mới nói cho liền thấy chưa? Sướng chưa? Làm cái này rồi hả? Sung sướng cuộc đời. Chúng <laughs> ta sẽ làm luôn cả cái ender generator đi ha. Công thức của nó cần phải có cái furnace này và cái machine casing là cần chúng ta phải làm một cái chest. Đây là cái chết Rồi bấm công thức cần công thức thì bấm công thức và nó không chịu cái brute chest phải làm cái Orc chest nó mới chịu. Bấm vô đây machine block. Công thức này cần có một cái furnace thì furnace đây. Lấy xuống và bấm 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 bấm. Bấm hoài ghê thiệt. Rồi, ender generator. Chúng ta sẽ lấy một cái ender pearl ở trên đó xuống đây. Cục này hết điện rồi đập bỏ gắn vô đây bỏ vô nó sẽ sản xuất được 40 rf per tick nhưng mà trong vòng 1 phút 20 giây lít for recipe đây 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 40 rf per tick nhưng mà sản xuất được 64.000 rf tính ra như vậy cũng là ổn bây giờ chúng ta hãy lên trên này coi thử ta có ba cái ender nữa rồi không lẽ nên qua đây ta À, nên qua đây không Rồi làm luôn đi Chúng ta làm đi rồi so sánh đi Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm công thức đó Thì cần thêm một cái furnace nữa Nó đây Chúng ta sẽ bấm công thức này Và lên được Ender Generator Đi ra bên ngoài Bay xuống dưới Đối với cái proxy á Nó có thể kết nối ở đây hoặc bên dưới sáu mặt của proxy đều được và hàng này chỉ được 40 mươi thôi nha ít lắm nhanh nhanh lên cho tôi nữa một cái Pearl coi rồi chúng ta hãy mở lên và khoan bên dưới chạy xong chưa hết rồi si top rồi bỏ vô và 110 trăm nhưng mà cái tốc độ này nó chạy không được lâu 110 trăm nó chạy có mấy giây à 11 giây à nói chung là không có được lâu mấy cái cấp độ này nó khá là yếu nhưng mà nếu chúng ta có được một cái hệ thống mà nó xoay dòng như vậy á Nó sẽ chạy thoải mái hơn rất là nhiều Bỏ vô tiếp À lên được 13 giây Nghĩa là nó chạy được 13 giây để cung cấp điện cho nguyên cái máy này Nói tóm lại Trong ngày hôm nay Chúng ta đã làm một cái móc farm xịn hơn cái mớ farm bên này Sử dụng công nghệ khoa học kỹ thuật cao Còn bây giờ ta sẽ tạm dừng tại đây Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp Bye bye